đang vô lưới nha cả nhà, mà mới đặt ngán luôn. Thấy có cá móng móng bên cây trong, gốc cây trong này cũng có cá ngang nữa nè. Hôm qua mình đánh giác túng cá là có bán được 30 kết cá ngang đó. Cá ngang được 42.000 ký mà cá ngang nó chưa chịu, có ngừ không à. Giác nãy chưa có tính tiền nha cả nhà. Giác hồi nãy mình chỉ ghi sổ là để đó, rồi giác sau mình tính luôn. Thôi mình tắt đây, nào lấy xong lưới mình quay cho cả nhà xem. Giác lưới còn 4-5 tay nữa là xong rồi nha cả nhà. Mà chưa thấy cá ngừ đóng, thấy có cá ngừ bơi à, không nhiều. Nãy giờ mấy anh chưa có gỡ, có mấy cá tích với mấy cá ngừ rồi. Có một bầy cá ngừ nó bơi ở ngoài luôn mà nó chịu theo đèn đó, mà ghé trong rồi tối này nằm trà nha cả nhà. Thì hôm qua nằm trà có, giờ ghe nó ta lưới nó tắt vô không nên mình buộc dây xuống giữa, cho ghe trong nó kéo dạt ra mình dễ lấy lưới. Hai tay máy lưới nữa mà giờ anh mới chịu đóng nha cả nhà. Anh đóng lai lai chưa có đóng nhiều, nãy giờ không chịu đóng, tới còn hai tay máy cái lưới nó mới đóng đó. Mới thấy anh từng lên đâu mất tiêu rồi. Mà này giác này không nhiều cả nhà, mình sợi phao nó không có ghim, nó hơi nặng nặng nè. Lưới mới đóng. Tích đóng phao quá trời. Giờ anh chịu từng lên này nè. Ồ, quá sát. Mà không nhiều. Không có lúng phao là không nhiều. Khoảng 2-3 tỷ. Máy còn trên xương luôn. Ở cả ép mà từ nãy từ lên anh thấy. Mà không có nó qua luôn á. Đã chạy giác đầu chạy đen con tên thấy giác này không có bằng đó. Tiếp tục để phao vô, tiếp tục mình sẽ phao vô. Có cá nó chạy thấy ham không cả nhà. Rồi hết phao mình chạy vô. Anh dựa vô cái ổ phao. Cũng đông quá nè. Dây lên luôn, hết dây à. Giờ mình bắt đầu mình phụ lôi tay lên. Lúc này mình phụ lôi bị cá nhiều quá cả nhà, chứ nó nặng lắm. Rồi. Nên mình quýnh sớm hôm qua nên giờ nó còn tối. Rồi,
từng lên quá tôi đã luôn cả nhà ơi. Từ từng lên đông quá nè. Kẹo luôn. Quá trời luôn rồi, vị phao mà nó đẹp quá. Quá trời luôn cả nhà. Thôi mình tắt mình ghi nó lên, ghi hết nổi rồi. Đen con luôn, hàng tưởng đồ ít. Gửi được như gỡ được như đây nè, gần tới khúc cuối mà mấy anh mới đóng rồi cả nhà. Tưởng đồ ít nha. Tưởng đâu không ít. Họ con bậy nó heo nữa. Anh tưởng thấy chứ hai bác sĩ. Không ngờ tưởng đâu hai ba tấn à, tưởng đâu không có, giờ khoảng cũng 5-6 tấn nha cả nhà. Giác này có cá ngang nữa nè, hôm qua mình đánh có cá ngang nữa, nay cũng có luôn. Mấy anh nghĩ tới tấp mấy anh nhiệt lên. Có mớ cá ngang nữa cả nhà. Mới có ngăn nữa à. Rồi la ben là mình lo mình thâu lên. Ôi có được mới có ngăn ngon quá cả nhà. 50 kết cá ngăn là mình cũng có tiền. Bự hôm qua tát ăn bành ghê, nó cũng làm dạng bự chứ đâu có khẻ. Quá tay lên một cái nhà ơi. Ừ.
rồi là hết nổi luôn rồi. Có người mà nhiều quá là 7-8 tấn là có cúi là mình nhiệt lên vậy đó nghe nhà, nhức lưng luôn nha cả nhà. Đây đây đây, cá này này có cá ngàn nữa nè. Được được thì hôn quá thì có ống nhau. Sâu dữ lắm, nó tùng nằm sâu dưới mị mị dưới cá, cá cái lượng cá nhiều lắm, cái cổ nó bung ra ngay cái cổ này nè, ngay cái chỗ này nè, ngay chỗ đó thường thường mà không có cá là nó bung ra giãn ra hết, còn không có cá là nổi nhiều quá. Xong rồi, giờ mấy anh tét nha. Bây giờ là 6 giờ. 6 giờ mình tét hơn nửa tiếng xong. Có đêm nay có thu mua ở sát bên. Anh em khỏe. Cái này chắc cũng nghiêng ghe luôn. Rồi vậy là mà 6 tấn mấy nữa anh hai ơi, 6 tấn mấy trở lên nữa hai, 6 tấn mấy 7 tấn ha. Khỏi gị qua bển luôn, dục để ngay hầm hồi đầy nó cũng tàn qua bên kia. Cú cuối tới còn cần chừng tay mà chưa lú đầu lên mà hai đầm anh ơi là dưới cứng luôn nha. À, kiểu như mình nằm nó chết á, là nó nằm nó kẹo luôn như cơm trái vậy đó. Ờ là giờ có miếng hả? Bảy ông làm cái đất lên. 50 kết có ngăn bọt anh hai ơi. Còn cái tùng cái ghê không, xà thẳng cái cổ ra luôn, ngay cho đó nó giãn ra luôn, ngay cái miếng lưới đó đó. À. Có cá nục, cá nục cái tích lộn xộn nữa. Thì vậy là hai giác đêm nay mình nằm khoảng 200 mấy triệu nghe cả nhà. Giác đầu là được 4 tấn 6 nghe cả nhà, còn mà có 20-30 hên cá con à, cá nục à. Đây 1 tấn rồi nè. Hai bữa làm hai bữa ba khỏe thùng mình. Em
hơn luôn á. Giác này người dưa nhiều, người tù nhiều anh ha, người này người dưa. Thịt thịt con cá này dẻ lắm. Cứng rồi. Hừng lại hết hai. Làm vài bữa nó có tiền đó. Chuyến này không có tiền câu thì mình lát kiếm tiền lưới và cậu phù hộ tiền lưới, chứ tiền câu không có ai có nha cả nhà. Người nào nhiều được 2-3 triệu. Chết rồi mà không có tiền mà gia đình đuối. Con cái rồi. Mới xuống mình tắt máy đèn nha cả nhà. Đây cha mình gửi qua, cha mình thấu được cái hũ cờ 6-7 kg gì gửi qua mình mổ khô, mổ tiêu đường thôi, mổ khô mặn. Hũ cờ thì mổ tiêu đường ngon mà đều cực lắm nha cả nhà. Cá nhiều mình làm mình không có thời gian ốp á. Nay bữa nay nữa là hôm đi nay bữa nay bán được bữa nay nữa là khoảng mình đón khoảng 7-8 trăm cả nhà, 7-8 mấy. Hai đêm lòi, đêm nay với đêm lòi, đêm nay với đêm hôm qua là hôm qua 150, 155, đêm nay 200 mấy, 400, gần 400. Cá đẹp quá. Cái này mà gần về mà nà, muối về không, hoặc có ghe mà mấy ghe mà đem về cảng bán á. Vì bên đây hợp đồng với thu mua là về là mình bán luôn chứ mình không có đem về cảng. Lúc nước mình đem, còn chừng mùng 5, mùng 6 là mình đem về bờ mình bán. Còn giờ là mình bán hết cá cho ghe thu mua luôn, mình không có về mình không có đem về bờ. Lần về ít bán có tiền mà đều về cái bán cá là mà nậu rồi thì bến cảng rồi người ta ăn thì cũng vòng vòng cũng không có lời nhiêu quá. Nên là thôi bán bữa nay cho bạn khỏe, bạn về sớm luôn. Này mà kia em có tại nhà mà gặp cá túng thì bán tiền dữ tời lắm. Mình bán 100 mà người ta bán phải gần 200. Đó, giờ mấy anh cắt lên cho nó đặt lại dễ xúc. Chuyện ba dọn dù với dọn dây neo lại cho tát lên tới tỉnh luôn á.
chứ này mà giờ mà thu mua hẹn chiều với là mấy anh đuối với trời lắm, mấy anh nhán. Chuyến này không có cá gì ăn hết trơn. Tháng này là thường thường tháng cá bò này với tháng mực, tháng cá ngừ luôn, tháng cá dũa luôn, mà lúc cuộc không có thứ gì á. Người nào xiên thì câu vài cá đổng vậy đó, họ mại với cái mấy cá dũa mót được 2-3 cá bò, còn mực thì người thì làm nhiều thì được 3-4 ký. Dạ dạ đi ra ba lấy kết lên. Lấy kết lên trắng nha cả nhà. Chồng nữa, những ba chồng nữa đây, đủ không Hiếu không? Còn gì đâu mà cá ghê không, bố tắm ở dưới nữa này, nó còn có con tẩm vậy à. Tầm này 4-5 tắm này cũng như 1-2 tắm. Hai con cá nẻ nữa. Dạ. À, con chưa biết. Có 2 cá bò. À, 2 cá nẻ có 2 con. 2 cá bò với hàng mấy cá nẻ là xào sao tế. Ủa kho sao tế hôm qua. Con với 2 cá bò bự làm để xuyên quay vậy ha, nấu canh cá béo à, giờ nó còn tươi chiên ấy còn để chiều. Từ khỏe ông mình giữ 2 bữa. Mà còn bạn đêm nữa là bạn mới khỏe nha cả nhà, đêm nay chưa có qua tiết chợ. Bạn mà là đủ tiền chợ rồi á là cá là bạn mới mừng. Thì kho me đi, kho me luộc cái nồi. Dạ. Chú ba.
hai cái nẻ này không mặn luôn ha. Okay. Mặn hai cái nẻ này không mặn cơm luôn ha. Mấy con ở dưới. Ủa coi vậy mà không giữ hơn qua ta. Qua tàn mấy kết đó luôn mà. Không bà không qua đâu. Hôm nay ổng nó còn có giọt hay giọt đúng không? Nhiều hơn quá. Trăm lưỡi tới 101 nữa, 260 triệu đón phỏng nha cả nhà. Mình đón phỏng hơi nó cũng trên lệch nên 10 triệu 20 triệu vậy đó. Lên. Đó đó đó, đàn đàn. Ở nhà hôm qua nay đánh cá về đẹp cái ghê. Sáu bị tắn vừa muối vừa ngon cá. Rồi bỏ xuống luôn. Ok, kéo. À, kéo cho nó tàn gì đây. Nó tàn hại gì đây đi. Thổi đừng tung quá. Ôi tàn. Đâu đâu, rồi cá ép. Tối nó nổi em lình em tưởng không cá chê. Điện hả anh? Hả? Giá hôm qua hả? À, 6 tháng 8. Giá hôm qua là mình được 6 tháng 8 nha cả nhà, là 155 triệu. Đóng cá này nào cũng bằng đóng cá hôm qua nữa nè, hơn luôn. Hơn đóng cá hôm qua luôn. À, cũng vậy là bờ độ phỏng là cũng 160 triệu trở lên đó. Tối mình chưa biết tiền, mình độn 101 chứ chưa biết giá tiền. Gần nghiêng ghe dữ rồi. Vậy là nhiều hơn hôm qua rồi. bốn giọt vậy cả tắng à. Ờ nghiêng dữ rồi. Vậy là nghiêng hơn qua nhiều luôn. Nhiều hơn hôm qua cả tắng đúng không ạ? Ờ. Chứ hôm qua nó nghiêng không có dữ nữa. Hôm nay nghiêng dữ nè. Thì giác này gần 8 tấn. Giá hôm qua 6 tấn 8 mà nay nó nghiêng ghe nhiều.
8 tấn nha cả nhà. Mình đón 8 tấn đi. Mời mình bù. Tám tấn ngọt luôn cả nhà. Không ngờ tưởng là 2-3 tấn mà tới khúc cuối luôn, cá này dạng cá nó tầm ở dưới á, nó không có nổi lên. Cá nhiều giờ mà lấy lưới tới tây tùng mà nó mới đóng khỏe quá ha. Hơn rồi, hơn cả qua đâu nghiêng dữ à. Tám luôn. Nó giọt đó hết 20 kết nè. Ở nghiêng. Cao đó, nữa. Giờ kìa, giờ lên bờ lưới kêu nó kêu gọn xả chút nằm bờ lưới để kéo cái lỗ nè. Kêu nó xả nằm bờ lưới á. Nghiêng hết ra nghiêng. Quá, tới nghiêng luôn à. Nghiêng còn thước nữa là đụng nước luôn, không đựng thước à. Ở cái này gặp lại cặp lại thu mua cao liền lên nhất giờ. Rồi hết rồi cả nhà. Có nước sôi chưa? Có mì đâu ăn. Mì ta đó. Không có mì đâu ăn là mua. Đồng nước sâu đóng á. Thôi. Cái con ai thấy cá thấy mặt thôi. Đó giữ không có đâu đụng mình sai làm hắn đâu. Sai làm. Chưa chịu báo cáo với khán giả này ít hơn chịu qua. Hay quá trời luôn. Nhiều hơn qua còn cả tấn lắm mà. Lại tới mấy gần 8 tấn á. Sao đừng có ghe kéo nó bung tùm nữa. 200 nữa, 300 nữa. Có ghe kéo nó bung tùm. Ý này tên 200 chứ. Này 200 rồi. 2.300. Rồi nó được 300 nữa, được 2.500, 400 mấy. Ghê không chở gì chuyển rồi mà nó chuyển ghê. Mày ghê 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 ghê
gì ăn uống gì đó. Đi ăn uống thì qua cá luôn ơi, chứ không ăn gì nữa đâu. À, thằng tôm cá không cả nhà, một giác lưới bằng nhầm kia bằng hơn một chuyến ghe luôn, một chuyến mà lưới nó có còn còn đó nè, hai lối hơn lối thắt là tiền 100 triệu giá giả luôn. Cá tuấn cơm nữa coi không gì là mình đang quay làm nói thiệt luôn không, chứ mình được cái chuyện gì mình nấu đồ ấy. Là phải nói thì cái clip này là mày nghe clip này đưa lên này, một đêm 250 triệu, hay gần 300 luôn, mày giá hàng tối 101, 100, 110 nghìn. Giá này hai cái này 788 là 272 triệu. Giờ mình bò không rồi chứ, có nghĩa là tấm cá cái tài im dễ ghê tài sống rồi sao mày chạy vậy ha, không lắng nó sạc hù hù lắm. Tài sống là tài mà cấp nay cấp 6 là vậy là vô phương không, chạy không giảm ra là cấp hành liền. Nếu tài sống mà là mình đáng như vậy là mình muối với hầm bớt bớt với hầm bớt là mình mới xuống bên tiếp. Thôi mình xuống dưới sao nghe cả nhà. Rồi tới thu mua luôn. Ta làm đồ ăn trước rồi, hồi hả có làm sớm thì mình lên mình phụ anh nha. Hỏi có đồ tươi luôn. Sang đò qua. Cọc lái nha cả nhà. Mấy anh mấy chú đồ ăn mì để đói nha, nhiều cá đó làm tới giờ cơm mà đói bụng xỉu luôn. Con Út Vinh Tư nãy mấy anh nha, ăn xong rồi. Mình lên mình lấy cá ăn. Giờ là 6 giờ rưỡi. Nay mấy anh không có muối nên mấy anh làm chừng 7 giờ mấy là xong nha cả nhà. 7 giờ mấy 8 giờ. Nay mình nấu cơm không kịp mấy anh. Đây, sáng mình mặn 2 cá bò. 2 cá bò với 6 con cá nẻ. 6 con cá nẻ. Với 2 cá bò nấu chua với cái đầu cá hũ cờ. Còn cái mình muối lại. Cá cho tối cha mình xấu bệnh á, bên kia trong á, mình lấy bộ đồ lòng với cái đầu mình nấu con chua với cá nẻ là mình hoa sa tế con chua bạc hà chưa có lấy lau niêm. Giờ mấy anh bán cũng gần xong rồi, có thu mua bán không có muối hầm nên bán lẹ nha cả nhà. Bán cá xong cũng 7 giờ mấy anh bán lẹ ghê, có lỗi bán lẹ nha. Em mới nấu đồ ăn sáng xong, chưa xong rồi mấy anh xuống rồi đó. Giờ ghe thu mua buông la. Cặp chú Sáu hên quá, mời cặp nữa nha. Mấy anh còn muối, mấy anh đang muối, muối chưa sập. Đó, em mới bỏ trong cái bịch ở trong hầm máy mà. Coi chú Sáu lên ga nè, coi chú Sáu lên ga nè. Để đi chơi sớm rồi. Cặp thứ 6 hai bữa hên quá. Cặp thứ 6 hai bữa hên hay gì quá.
giác giác đầu mà nãy mình tính giác đầu được tâm lẻ mấy triệu gì nghe cả nhà. Còn giác giác sau thì được giác sau thì được 159 triệu, hơn hôm qua 4 triệu, là hai một đêm nay là được 259 triệu á cả nhà. Giác bữa hôm qua hiện 155 là được 400 mấy triệu, hai đêm được 400 mấy triệu, mừng quá cả nhà. Thôi mình chuẩn bị mình nấu cơm liếc đừng cho mấy anh ăn cơm lại ngủ nha cả nhà. Mình xin kết thúc video tại đây. Mình cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi cuối video của mình nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà luôn nhiều sức khỏe.